Khoảnh khắc mà Marcus Rashford vung chân uy lực găm bóng thẳng vào góc khung thành của Manchester City, có lẽ đã có rất nhiều cổ động viên ở Quỷ Đỏ có thêm niềm tin vào một trận đấu mà chắc chắn họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Đó cũng là khoảnh khắc mà có lẽ rất nhiều người hâm mộ Man United trên thế giới không ngại rút điện thoại ra và chia sẻ cảm xúc của bản thân lên mạng xã hội với sự hả hê. Nhưng để rồi sau cùng những người được hưởng niềm vui thì chỉ có một, và đối với các cổ động viên Man City, chiến thắng của họ sẽ lại càng hả hê hơn khi mà chứng kiến những cảm xúc tiếc nuối của người hâm mộ Quỷ Đỏ. Super Sunday luôn là ngày được cả thế giới chú ý tới khi mà đó sẽ là nơi hội tụ của thứ bóng đá đỉnh cao nhất, hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Ngày hôm qua có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ khi mà cả Manchester United lẫn gã hàng xóm Man City đều đã biết cách cống hiến cho người hâm mộ hơn 90 phút với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi mà đội chủ nhà đang dồn ép đối thủ đến nghẹt thở thì chính đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag mới là những người có cho mình bàn thắng vươn lên dẫn trước cực kỳ quan trọng do công của Marcus Rashford. Đó dường như là khoảnh khắc có thể khiến cho hàng triệu cổ động viên Quỷ Đỏ trên toàn thế giới vỡ òa và một lần nữa được gieo hy vọng như trong những lần chiến thắng hiếm hoi trước đại kình địch trước đây. Nhưng rồi sự xuất sắc của Phil Foden đã khiến cho viễn cảnh ăn mừng của các cổ động viên Man United tan biến và họ lại phải trở về với thực tại phũ phàng rằng khoảng cách giữa Quỷ Đỏ và những nhà đương kim vô địch vẫn còn là quá lớn. Và cũng dễ hiểu khi mà huấn luyện viên Erik ten Hag có rất nhiều lý do để tỏ ra không hài lòng sau khi trận derby khép lại, bao gồm cả viễn cảnh tương lai của đội bóng trong giai đoạn cuối mùa này. Chúng tôi đã từng bắt kịp họ hồi tháng 1, lúc đó chúng tôi cũng nhận được câu hỏi tương tự như thế này: mọi thứ có thể xoay chuyển rất nhanh và chúng tôi sẽ đến với một trận đấu quan trọng khác để cố bắt kịp họ. Vì vậy chúng tôi cần phải hướng tới trận đấu đó và buộc giành lấy một chiến thắng. Đó là những gì mà vị chiến lược gia người Hà Lan đã chia sẻ khi được hỏi về khoảng cách 11 điểm so với Aston Villa vị trí thứ 4 và liệu tấm vé top 4 có đang trở nên quá xa vời với đội chủ sân Old Trafford hay không. Trong mọi hoàn cảnh thì việc lạc quan luôn mang tới những tác động tích cực đối với tinh thần của mỗi người. Đó cũng là chất xúc tác quan trọng để có thể giúp cho mọi công việc trở nên suôn sẻ hơn. Nhưng thành thật mà nói, để có thể lạc quan được như Erik ten Hag lúc này thì sẽ là một điều rất khó. Bản thân vị chiến lược gia người Hà Lan cũng đã chia sẻ về cảm nghĩ của chính ông về khoảng cách trình độ với gã hàng xóm Man City vào lúc này. Chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bao gồm cả những chấn thương, nhưng vẫn có thể tạo ra những cơ hội cho riêng mình. Chính vì vậy tôi có thể nói rằng khoảng cách giữa hai đội là rất nhỏ mà thôi. Chúng tôi đã hoàn toàn có thể ghi bàn thắng thứ hai, bạn có thể cảm thấy rằng khoảng cách không lớn đến như vậy. Nhưng cũng đừng quên rằng ở thời điểm hiện tại thì City vẫn đang là đội bóng hay nhất thế giới. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn vào những gì mà các học trò đã thể hiện ở trận derby vừa qua với Man United, nhất là với hai bàn thắng của Phil Foden sau những thất vọng đã để lại ở hiệp đấu đầu tiên. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, cậu ấy chính là một trong những người giỏi nhất. Tôi luôn có cảm giác rằng cậu ấy có thể ghi bàn. Ngay cả trong những buổi tập thì tôi cũng có được cảm giác đó. Và đúng là cậu ấy đã giúp đội có được một trận thắng. Để trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới thì bạn buộc phải có những chiến thắng. Cậu ấy luôn biết cách để ghi bàn và giờ đây thì cậu ấy chính là người chiến thắng. Bên cạnh đó, Pep cũng không quên chia sẻ về cảm nhận của chính ông về màn trình diễn của một cậu học trò khác là Erling Haaland, người cũng đã suýt phải kết thúc trận đấu mà không có được bàn thắng nào dù đã nhận được không ít cơ hội từ phía các đồng đội. Khi mà cậu ấy tỏ ra thất vọng thì tôi cũng vậy. Tôi muốn cậu ấy ghi được từ 4 đến 5 bàn giống như những gì đã làm được trước Luton. Cậu ấy có thể bỏ lỡ một cơ hội và buồn trong khoảng 10 giây, bỏ lỡ thêm 5 lần nữa và có thêm 10 giây thất vọng nữa trong tâm trí. Nhưng những cầu thủ của tôi cần phải có khả năng quên đi điều đó ngay lập tức. Quên đi khoảnh khắc đó càng nhanh càng tốt, nên phải biết học cách mỉm cười, trở nên tích cực và tiếp tục hướng về phía trước. Bản thân Phil Foden sau trận đấu cũng đã tiết lộ về những chỉ dẫn của Pep Guardiola đối với riêng anh để có thể có được tới hai bàn thắng cực kỳ quan trọng dành cho đội chủ nhà trong trận đấu tối qua. Huấn luyện viên đã nói rằng tôi hãy hoán đổi vị trí với Bernardo. Tôi đã thực hiện điều đó và không lâu sau thì tôi có được bàn thắng thứ hai của riêng mình. Chính nhờ những chia sẻ này của ngôi sao người Anh mà một lần nữa, người hâm mộ có thể thấy được khả năng đọc trận đấu và thấu hiểu cầu thủ của Pep Guardiola là thực sự ấn tượng ra sao. Trong khi đó, đội trưởng của Man United là Bruno Fernandes cũng có những chia sẻ của riêng mình về kết quả cũng như màn trình diễn không được như ý của toàn đội khi cho rằng bạn luôn biết rằng bản thân có thể làm gì đó tốt hơn trong trận đấu. City là đội bóng biết phải làm gì khi có bóng ở trong chân. Chúng tôi hiểu rõ mình cần phải bảo vệ được một lợi thế dẫn bàn trước và chúng tôi nghĩ rằng toàn đội đã có thể làm được nhưng cuối cùng lại không thành công. Sau mỗi trận đấu của Man United, người hâm mộ trên khắp thế giới chắc chắn sẽ lại mong chờ phản ứng của các chuyên gia, nhất là những cựu danh thủ trên những chương trình truyền hình nổi tiếng của xứ sở sương mù. Là một cựu cầu thủ của Quỷ Đỏ, Gary Neville chắc chắn sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ khi bị hỏi quá nhiều về màn trình diễn của đội chủ sân Old Trafford rạng sáng này. Khi được người dẫn chương trình Kelly Carters của Sky Sports hỏi về việc tại sao Quỷ Đỏ chi nhiều tiền đến vậy nhưng vẫn không thể có được sự khác biệt về mặt đẳng cấp,
Nevin đã chia sẻ, chúng tôi đã nói về vấn đề này rất nhiều rồi. Tôi thực sự cảm thấy khá mệt mỏi khi phải nghe về điều đó đấy. Liệu chúng tôi có đang đi đúng lộ trình không? Hay bạn có thấy lối chơi như vậy có giống như là được một ai đấy xây dựng nên hay không? Mùa giải trước có thể đã đem lại những cảm giác tốt khi chúng tôi có được danh hiệu, có vé đi Champions League và vào đến chung kết FA Cup. Nhưng mùa này tôi sẽ chẳng thể kỳ vọng vào nhiều đến vậy. Có lẽ chỉ là một vị trí trong top 6 mà thôi. Trong khi đó, một huyền thoại khác của Man United là Roy Keane cũng chẳng thể tỏ ra hài lòng được khi chứng kiến màn trình diễn của các hậu bối trong trận đấu vừa qua. Thậm chí cựu đội trưởng Quỷ Đỏ đã cùng với Michael Richards phân tích về bàn thắng thứ hai của Phil Foden và cho rằng có quá nhiều cách để ngăn cản cầu thủ người Anh trong tình huống lập công này. United đã có rất nhiều cầu thủ đứng xung quanh đó, tôi chắc chắn sẽ chẳng thể hài lòng với hệ thống phòng ngự của United vì họ có nhân sự ở đó. Tuy nhiên một vài người trong số họ chỉ đứng đó mà thở, chứ chẳng làm gì khác. Roy Keane cũng cho rằng Foden đã có được những tình huống như vậy rất nhiều lần ở mùa giải năm nay khi mà ngôi sao người Anh có khả năng đột phá từ hành lang cánh vào khu vực trung lộ nhưng lại chẳng thấy có được sự chuẩn bị kỹ càng cho tình huống như vậy. Do đó Roy Keane chắc chắn đã chẳng thể tỏ ra hài lòng được với cách mà bộ tứ vệ của Quỷ Đỏ làm việc trong trận đấu vừa qua. Bên cạnh những nét tiêu cực trong khả năng thi đấu của Man United thì có lẽ người hâm mộ cũng khó có thể quên được tình huống đệm bóng vào lưới trống không thành công của Erling Haaland trong trận đấu vừa qua. Tình huống này đã tiếp tục biến chân sút người Na Uy trở nên vô đối ở chỉ số bỏ lỡ cơ hội ăn bàn tại Premier League mùa này với 25 lần tận dụng cơ hội không thành công. Chia sẻ với cảm xúc cá nhân khi thấy được tình huống đó, cựu danh thủ Gary Lineker cho biết, đó có thể là pha bỏ lỡ khó tin nhất mà tôi từng được chứng kiến ở một cầu thủ đẳng cấp như Haaland, cậu ấy cần phải điều chỉnh lại điều đó. Sau cùng, cảm xúc chung của hàng triệu người hâm mộ Man United trên toàn thế giới có lẽ chính là sự tiếc nuối đi kèm với nỗi buồn khi một lần nữa họ lại thất bại trong trận derby thành Manchester, một thất bại khác đi kèm với vô số những hệ quả mà Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt trong tương lai gần, bao gồm cả cơ hội để Man United có thể cụ thể hóa những mục tiêu của mùa giải năm nay. Áp lực dành cho Erik ten Hag cùng các học trò ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ là lớn lao hơn bao giờ hết, và tập thể ở sân Old Trafford cũng sẽ hiểu rất rõ điều này. 11 vòng đấu còn lại chắc chắn sẽ là những trận đấu mà Quỷ Đỏ cần phải thi đấu với 200% khả năng của bản thân và hy vọng rằng thần may mắn sẽ đứng về phía họ để thay cho Ten Hag có thể kỳ vọng vào điều thần kỳ sẽ xảy ra.